Em chào quý anh em bà con cô bác ha. Hôm nay bên em mới về thêm con về con mấy cua ta. Cái này là cua ta 66 nha bà con. Cua ta 66. Mình nhìn đôi nét về phần em đó nha. Con này thì em vệ sinh sơ sơ. Không có vệ sinh nhiều nha bà con. Chốt ốc nó còn sáng rực nha. Cái đó là cho bụi nhiều quá em không có chùi xà bông nha. Không có thời gian kẹt chuyện lưu quá rồi em lấy cái vòi áp suất cửa xe đó xịt, cái nào ra được ra không được thì kệ nó, xịt dầu lên chơi tiếp. À, chốt ốc này còn mới ken xà beng luôn. Mới tin nha bà con. Đây là còn xịn bụi nha. Cua ta 66. Này là bụi nha bà con. Tại không có thời gian để đánh tẩy rửa này ra, nếu tẩy rửa ra nó rất là đẹp. Này, ốc này bao nhiêu cho bà con cô bác nha. Chưa bung chưa tháo nha. Chưa bung chưa tháo, dĩ nhiên chắc cú là chưa sửa rồi. Sạc đầy đủ, bơm trồng đầy đủ. Này còn còn chì bấm ga, chì niêm phong. Còn nắp xịt lắp xong còn rất là dơ nhiều nha. Nói chung con này rửa ga cực kỳ xuất sắc luôn. Một số thì em rửa, còn một số em để lại cho bà con cô bác coi, để khi mà mình rửa rồi thì nói con này em sơn sửa đã mất công lắm. Nếu mà cho bụi bặm gì thì chắc cú là chưa từng sơn sửa nha bà con. Nước sơn liền lạc ha. Chưa có dấu bấm đầu nha. Chốt cọc kèn ken xà beng. Thôi dầu nó đây. Mà số mấy à? Ốc còn vàng ngược luôn. Rất là mới nha bà con. Đây là sao bèo. Mát đây. Còn rất là đẹp nha bà con. Nó chỉ nhẹ nhẹ phần nắp cọ chỗ này thôi à. Còn mấy chỗ khác là đẹp hết nha. Tóc mát nè, vàng rực luôn. Còn nguyên vàng bô giảm thanh nè. Giờ em nổ máy cho bà con có bắt coi cái ha. Mua sơ lược đây rồi em sẽ nổ nhớt lại. Cua ta 66 bị hai có luôn nha. Này cũng rất là nhiều máy nha bà con. Giờ mình sẽ nổ mấy cái con này để em đổ nhớt ra. Rồi em mới đổ nhớt xong rồi. Và nổi mấy cho bà con băng mất coi nha. Nhắc lại là bà con là cái này nó dơ nha. Đó sạch chưa. Lo cái đầu sạch cái đó nha. Nổ luôn. Đường này yếu rồi, để lấy bình khác.
thông thôi bà con. Con nào nhu cầu sử dụng cái alo em là 0918782120 nha bà con. Con này để em làm một số chỗ cho bà con bắt coi, tại con này có thời gian rửa thì nó bị bẩn dơ dữ lắm, như nó chút khói nè. Để quay cho bà con bắt coi nè, nói con cái máy này nó đây là chút khói bà con bắt coi ha, đó thấy chưa, gần cháy luôn nha. Cổ khói này, cổ bô khói này nó còn đen luôn á bà con. Rồi, con là xài alo em nha, 0918782120. Em đây có luôn 72 luôn. Này 72. Chưa có vệ sinh ra nó đẹp cực kỳ xuất sắc luôn. Để cho bà con mua bắt coi tham khảo nha. Cần xài alo em. Và mới tháo cốc nước kia còn nước xanh luôn. Con này mình sẽ làm việc sau với nó. Rồi, cảm ơn bà con.